Xin chào các bạn nha. Bữa nay mình với Lự giỡn cắt sắt ra đang làm cái chòi các bạn ơi. Mèo ảnh đi công chuyện rồi, chút ảnh mới về. Giờ hai anh em làm lần lần trước. Sao chứ? Cái này là
Bon thử đứng lên rồi, giờ tới chỗ này ngang máy xuôi. Bon đứt nữa. Kèo luôn phải không? Kèo đi ha. Cái này cái gì cục đó? Cái này cái gì mà cục? Này ok cho ngay lên, không có thẳng rồi mình kê lên chống bằng vậy nè, chứ anh chích cắt anh chích liền. Dẫn đây. Cái này nè, cái đó là tháp. To ra cái biết cái gì? Thu đâu? Mấy cái lại coi đo lại coi. Kéo cái này nè. Sắt này nó không đủ hay như vậy thôi. Đủ tới 3 gì tới 3 mét 2. Lấy rồi lấy rồi. Thì dư các bạn. Coi mấy kia con chúng có hộp không? Thằng này. Thằng này hai cái cục có cây dài thằng này nè. Được cái này biết không? Nó bằng hai cái kèo đó. Cái đó cái kèo á. Qua hai cái đó. Đó. Máy này thay cái cục đá ấy vô được không bây giờ?
đó, có cục trà ấy đó. Ngoài nè. Thay vô tôi lên cái rồi tôi trà vào hai cái đó này. Chứ không được chuẩn đây làm như này. Có cây tháo không? Cái này cũng có. Cân không có cây tháo luôn hả vậy? Vẫn đang làm đây rồi, thấy là làm sao nó gì? Ông cũng đi tàu lao, tàu giờ trúng nó hỏng vậy. Sao? Tầng nữa theo không? Bấm rồi. Nửa tháng nữa. Tâm kia cái tôi xuống tôi quay phim cho nó ép cho coi. Hả? Hả? Không bị không? Đi chơi. Không bị không? Có chứ. Tắm cái đầu này luôn. Cái đầu nó dắt này kia. Cái đầu lên thử không? Cái đầu dắt thử không?
là nó đi luôn hết lượt luôn. Cái này là nãy nãy đó là đi lọt lòng rồi phải không? Nè, chấm vô. Có hàng đâu mà. Ừ. Giấu nghề không luôn. Nó không nghề nữa. Rồi thả lã mấy cái má mình dùng cái này rồi. Rồi, xong nghề mà dùng sai. Đây nè, cái mát này nó có sắt nè, dưới rồi đó. Ba cháu đó. Để cái dầu về rờ không á. Cái dầu dắt gì đây có xuống. Rồi vuông đi. Dính tay xuống đây luôn rồi. Sao dính tay à cha? Hàng dính. Mèo chắc là dậy. À, giờ cũng 4 giờ rồi các bạn ơi. Để cho dẫn với cô ở đây phụ làm đây. Mình để đi làm cơm với mần gà rồi làm cơm cho anh em đồ ăn. Chứ giờ tấu rồi. Làm cũng không kịp nữa. Giờ mần gà nấu cơm rồi nữa. Thôi giờ mình đi bắt gà mà làm thịt. Ở đây anh em làm anh giỏi nha. Ừ. Không có kêu tao phụ nữa. Tự làm đi chứ tôi cũng không quay. Quay được lấy máy đi quay nha. Không. Giờ bấm tin mình làm rồi. Thôi mình đi các bạn ơi. Số sao không đo giỡn? Số gì? Không biết số sao không đo. Cái này 5 phân cắt mẹ mét hay mét gì đi. Sao không biết con hậu? Không biết. Tao không biết. Ê mà nó xê xích tí xíu được mà phải không? Chẳng thà nó hộp chứ đừng có cho dư. Cái này đâu cần chính xác luôn đâu. Ừ, tôi yếu mình làm cái lưng mình đập. Làm cái này mới mốt nữa. Ông bụi muốn giờ đi cũng khó à. Giờ chỉ có được đốt rồi. Chút mấy cái lưng cái hàng đây sẵn luôn, có lên để cái thả vào đây bật bật rồi khỏi chưa có gì. Bạn ơi, giờ vô chứ giỡn giao mình bằng gà bằng xong rồi bạn ơi. Giờ mình giao nấu nữa chứ. Về nhà đến mình nấu rồi mình mới dỡ xuống cho hai bạn mình ăn. Mình chắc về trển chắc hai cái đùi này mắc. Dài lắm nghe, cạp cái đùi không nấu đâu. Ờ kệ đó. Chặt nát nát ra. Giờ mình dỡ cơm xuống cho hai anh em ăn các bạn ơi. Bây giờ nó không đòi, nó ăn đòi ăn dưới mà nó đòi ăn trên cái sàn rồi. Rồi bắt đầu nó té sàn. Ăn trên nhà mới mới được chứ có nhà mới mà. Giờ mình ăn đâu té đổ cơm hết rồi nè. Thịt gà kho mắm ruốc hả? Chấm lá hẹ. Ừ. Thật rồi. Gà kho. Thân thế một rau ít quá.
gà ăn mèo nó kho với mắm ruốc cả nhà ơi. À, chấm lá hẹ nè, xong hẹ chấm thịt gà kho cả nhà ơi, hẹ nước à. Xin mời các bạn ăn cơm với mấy anh em mình nha. Xin mời cả nhà ăn cơm với anh em mình nha. Bữa nay có một món mà các bạn ơi, gà kho mắm ruốc chấm lá hẹ nước. Bạn thấy cái nồi cơm không có màu này tuyệt không? Ăn thử no rồi leo xuống những nấu nha. Mình cho cơm quên đem cái đem một cái cơm là như là một cái muỗng làm hai chiếc. Xích đến xích mà. Dương cái mỏ này sao tôi ăn được? Ăn đất nó ngồng. Mày ngồng đó đó. Trời chính là cái này thiệt cái gì? Em kém tao còn như bây giờ à. Lấy cái ràng cái ràng anh mèo lại cái giỡn. Thấy cái an toàn vô. Ừ, ba được rửa mà mèo mới không? Kém không? Rồi, tôi sợ mày dưới này. Tôi sợ mày dưới này chờ nè. Nó con mới nhảy nút luôn. Vét chứ giỡn tao lấy. Hết gà kho cả nhà ơi. Xin mời cả nhà ăn cơm với mình mấy ba anh em mình nha. Lá hẹ nước chấm thịt gà kho mắm ruốc được giữ chứ có liên không được không cộng thôi có hỏi không lúc bạn hiếm không có mặn đâu. Nó hồng gà nhiều lắm, nhiều ngày nào cũng bán ra. Nhiều cũng nuôi nó bán mà. Gà nó ngon. Gà cũng tầm mấy. Gà 106, 107. Cực kỳ ngon luôn. Bằng con bữa không? 107, 106, 107 á. Bán 100.000 ký. Gà nó mua được chứ. Gà nó đâu cho ăn thức ăn được. Nuôi một lần nào. Làm giò xong cứ bữa mua con giết hết luôn. Một cái gà nó ám ảnh luôn. Ham gà mình ăn chứ không ớn. Gà công nghiệp á. Mỡ rất nhiều ăn mới ớn chứ không gà mình. Có kho dừa ăn không? Quá ngon. Cái hạ nhầm cổ cũng là mình nhà ông mình nó 70.000 ký. Nó 70 hay 80 gì đó. 70. Ông nói phải được ra lý lịch cũng là được sao. Sức khỏe không? Ba bàn. Số hẹ chừng có 40-50.000 ký là dữ lắm. 30-35.000 là luôn. Thì cho bên đó dù cho mắt cũng phải lên giá đó. Để chú chèo đèn này. Xin mời cả nhà ăn thịt gà với mình nha. Đây là lá hẹ này. Mình cạp vô. Gà đùi cứng quá. Ra tay nó mới được. Không ai bỏ đây. Cái này mình đưa lá hẹ vô các bạn ơi. Em thật xuống rồi. Ừ. Nó mấy cái cơm hay gì? Cái miếng nó có giác nào luôn đây. Hỏi coi cái bọc còn cơm không lấy cái bọc đấy. Lấy thêm miếng cơm nữa. Rồi quá, bứt đầu cơm luôn rồi. Cái nào hết biết cái nào. Thêm cơm. Gà nó ra nhai thực đúng không? Thực này còn tới thì
lâu rồi. Cầm nói ông không không có đói nhiều mà. Đây có ít nữa vậy. Chứ phải nhiều cũng đang hỏng. Nó tao không có đói, tao ăn miếng. Không có miếng nhiều. Làm miếng cần cổ gà nữa. Gà nhanh. Chứ còn gì nữa, hết cơm mà còn nữa. Không có bảo được, mà hết cơm mà không ăn thịt gà. Giờ mà còn cục thịt gà mình nhai thịt gà mà. Còn thịt gà bên thiên này, cứ hết cơm hết mấy này em đói quá. Thôi mình ăn hết cục thịt gà này, cứ mình cũng tạm dừng clip tại đây. Ngon, hết cơm, mèo giả cơm. Thật quá. Thôi clip mình xin dừng đây các bạn ơi. Hẹn gặp lại clip sau nha. Bye bye.